Nhóm Đinh Thập Tự kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con nhé. Kính thưa cộng đoàn, theo truyền thông dòng tên Việt Nam vừa đưa tin, cha Giuse Vũ Kim Chính, dòng tên vừa được Chúa gọi về lúc 16 giờ 35 phút ngày 14 tháng 10 năm 2023 tại bệnh viện Chợ Rẫy. Xin quý ông bà và anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho cha Giuse được hưởng nhan thánh Chúa. Thật sốc và ngỡ ngàng khi nghe tin cha Giuse đã qua đời ngày 14 tháng 10 năm 2023. Đó là tâm trạng của tôi và của bao nhiêu người quen biết cha Giuse. Tôi lặng im và bất động một hồi vì thương tiếc cha, người thầy đã khai sáng cho bao nhiêu người đi tìm kiếm và phục sự chân lý. Trước biến cố ra đi quá nhanh và đột ngột của cha Giuse, tôi và nhiều người không thể không thương tiếc cha. Một người thầy khiêm nhường, hiền lành, tài và đức đủ đầy. Tôi may mắn được học chiếc với ngài từ năm 2016 đến năm 2017. Khi học với ngài, tôi cảm nhận ngài thật thông thái nhưng rất khiêm tốn, nhẹ nhàng khi giảng giải các câu hỏi của học viên. Chính thái độ ân cần này của ngài làm tôi đỡ sợ triết học hơn. Vì đối với tôi, triết học thật khó hiểu và nhiều lý luận vượt qua sức hiểu của bản thân. Đó là ấn tượng đầu tiên về một vị thầy khả kính, khả ái. Thật may mắn cho tôi khi được gặp ngài ở Đài Loan năm 2018. Ngày đầu tiên đến Đài Loan, tôi được đi tản bộ với ngài trong khuôn viên trường Đại học Phụ Nhân, nơi ngài giảng dạy cho biết bao nhiêu thế hệ trí thức, gồm cả thần học và triết học. Hai cha con vừa đi vừa chia sẻ về sứ mạng Trung Hoa, một sứ mạng đầy khó khăn nhưng không ít an ủi mà Chúa đang ban cho tỉnh dòng tên Trung Hoa. Cha dắt tôi đến trước cây thập giá, biểu tượng và là đường hướng của trường Đại học Công giáo Phụ Nhân với bốn chữ chân, thiện, mỹ, thánh. Đặc biệt là cha giải thích cho tôi hiểu thêm về bốn chữ ấy, phải luôn khắc ghi trong tâm khảm để hành trình theo Giê-xu mới trọn vẹn và đầy đủ ý nghĩa. Tôi thật cảm động vì cha đã sống được bốn chữ ấy trong hành trình làm môn đệ thầy Giê-xu Chí Thánh. Và may mắn tiếp theo là tôi được ở chung cộng đoàn với cha. Tháng 8 năm 2021 đến tháng 10 năm 2023, tôi được ở chung cộng đoàn với cha, được quan sát và học hỏi cung cách sống của cha. Cha thật gần gũi với tôi và với mọi người trong và ngoài cộng đoàn học viện thần học. Trong cuộc sống hàng ngày, tôi thấy cha rất bận với công việc dạy học, linh hướng và mục vụ. Nhưng cha luôn vui tươi, không tỏ ra mệt mỏi hay cáu gắt với tha nhân. Thật là một gương sáng cho tôi và các cha thầy khác học hỏi để hoàn thiện cung cách hành xử, để có thể trở thành một khí cụ tốt đẹp cho Chúa và dòng tên sử dụng. Trước khi cha về Việt Nam dạy học và nghỉ hè, tháng 7 năm 2023, cha đi mổ mắt. Sau khi mổ mắt, sức khỏe của cha không được tốt lắm, nên tôi có cơ hội giúp đỡ cha về việc ăn uống hàng ngày. Tôi thật khâm phục cha vì tâm thái khó nghèo và hiền lành của cha khi tôi giúp đỡ cha. Theo như lẽ thông thường, người dưỡng bệnh cần được chăm sóc đặc biệt và ăn uống ngon hơn, nhưng cha vẫn ăn uống bình thường, không đòi hỏi gì nhiều. Thậm chí, cha còn không muốn ăn uống vì một phần bệnh tật gây ra và một phần khác sợ làm phiền tôi chăng. Vì thế, tôi chủ động làm vài món Việt Nam dân dã cho cha đổi khẩu vị. Tôi hái rau ngót và nấu mì tôm cho cha ăn. Cha khen ngon và hỏi món gì ngon vậy? Tôi cười và trả lời cha, món rau ngót nấu mì tôm là món của người nghèo đấy cha, món con được ăn hồi nhỏ ạ. Thế rồi sau đó, hàng loạt các món cây nhà lá vườn do tôi trồng cấy được trở thành món ngon cho cha. Canh chua, rau lăng xào, gỏi cuốn, xôi lá dứa, canh mồng tơi, chè khoai môn, chè chuối. Tất cả được cha thưởng thức thật vui. Tạ ơn Chúa vì cha đã khỏe lại sau cả tháng trời dưỡng bệnh. Trước khi cha về Việt Nam dạy học và nghỉ hè, tôi có dặn cha, con trồng thêm rau ngót, đợi cha về lại Đài Loan, con sẽ nấu mì tôm và rau ngót cho cha ăn đã luôn ạ. Thế mà cha đã không về Đài Loan nữa, để lại bao tiếc thương cho con và mọi người. Con muốn viết thêm nhưng nước mắt tuôn rơi, lệ huyên mi. Dù biết cha đã an nghỉ trong Chúa nhưng con vẫn thương nhớ cha quá, người khai sáng cho bao con người bước đi trên đường tri thức để tìm kiếm hữu thể tối cao, chân, thiện, mỹ, thánh. Xin Chúa đón rước cha vào nước trời vĩnh phúc, nơi cha được diện kiến hữu thể tối cao cách sáng tỏ,
đấng mà cha đã dành cả đời phụng sự và khai sáng cho bao người đi tìm kiếm và phụng sự. Con xin thành kính chào tạm biệt cha Giuse Vũ Kim Chính, dòng tên, hẹn gặp cha trên thiên quốc ạ. Đài Loan, ngày 15 tháng 10 năm 2023, Phaolô Hoàng Huy Hữu, dòng tên. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.